sách này thôi. Rồi lượm đây. May quá có thằng em lượm chùm. Cô gái hả? Cô gái đó. Bắn bể diều luôn đúng không? Rồi ok ok. Lâu rồi. Đà có thằng em đang lượm chim. Dính vỏ vô đó vậy. Nhanh lên không có nó lún xuống. Buộc 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 nó lại không nó bay á. Kéo hai cái cánh này. Trúng đạn chưa? Chưa. Chưa. Em buồn cười. Nó dính rồi chứ. Còn sống về cho ấy chụp. Dạ, sống. Má cạn lời. Đây, đây là tai nạn. Vua tai nạn. Nó đi qua thấy nó dính nhảy 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 như đấy. Em buồn cười sao? GoPro stop đi con đi. Ở trên cái hoa nó đang đang xuống đây. Sơn đi chậm đi Sơn. Một con đậu dây điện. Có đậu rồi đó. Rồi thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trên trên dây điện kia chứ. Chết, hay lắm anh. Một con. Con gì đâu nhiều, em thấy chưa? Ở đâu? Ở đâu, đâu, đâu. Ở đúng mà. Sớm đứng im em. Đứng im mà em đi. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Từ từ chúng ta sẽ nhặt hết. Bay hết mẹ rồi đâu. Cự ly này là xong phim rồi. Đó rồi. Kìa. Yeah. Nắng gió làm gì đồng với cực vậy. Đập cờ Nguyễn mà. Lên đây chơi với anh em cho vui. Oh. Ông vô xíu đi. GoPro stop đi con đi.
GoPro stop đi cốc đỉnh.